Mình không biết là các bạn đánh giá mình như nào, nhưng hôm nay mình sẽ có một vài chuyện để nói với mọi người như này. Thứ nhất là chuyện của chị Trang Nami. Em không biết là chị gái hay em gái của ai, nhưng nếu muốn nói chuyện đấy thì việc của ai thì người ấy lên tiếng, việc của ai người ấy nói. Em không thích theo cái kiểu khóc thuê được, được không ạ? Em chỉ trả lời khi người trong câu chuyện lên tiếng, được chưa? Đấy là câu trả lời dành cho chị Trang Nami. Và thứ hai, chuyện của Vân và em đã chấm dứt từ lâu rồi, kể cả cho em mới Vi đã dừng lại. Và em nói luôn với chị như này, Vi là người yêu đầu tiên của em, Vi là người yêu đầu tiên mà em công khai, được chưa ạ? Em vẫn rất tôn trọng tất cả mối quan hệ của em vẫn rất tôn trọng tất cả những mối quan hệ của em, nhưng Vi là người đầu tiên em công khai là người yêu. Chị không đủ tư cách để nói về việc của bọn em nữa. Về những mối quan hệ của Vi và mối quan hệ của Vi với những người anh em hay bạn bè của Đạt, những việc đó Đạt không quan tâm, thứ nhất. Thứ hai nữa, Đạt không muốn bị lôi ra để so sánh, Đạt không muốn Đạt phải bị so sánh bất kỳ ai, và Đạt không thích mọi người hay bất kỳ ai hay mang Đạt ra để so sánh bất kỳ ai, thì cũng đừng ai làm gì để Đạt bị so sánh. Và hai nữa là mình không muốn các bạn đi cái câu chuyện đi quá xa ở cái chỗ là cái việc của mình với chị Thảo, tất cả những cái việc của mình và chị Thảo ấy, hai chị em mình đã lên kế hoạch, hoặc hai chị em mình đã có bàn luận và đã có kế hoạch trước khi làm. Thế thì mọi người cũng đã có điều cho là mình với chị Thảo là gì, người yêu bọn mình thần kinh, bà già bỏ mẹ đấy, đéo ai yêu. Đạt nhắc lại một lần cuối cùng nhá, là cái mối quan hệ của Vi mình sẽ không quan tâm, nhưng mà mình không muốn bị mang ra để so sánh bất kỳ ai, được chưa? Và mọi người cũng đừng làm gì để Đạt bị lôi ra để so sánh.